Ơi, mình tới buổi tối xin kính chào các bạn. Bây giờ thì đang đứng trước mặt cái bữa ăn của ngày thứ tư. Ngày thứ tư cách ly toàn xã hội chống Covid-19 ở trong quê. Đây các bạn, khung cảnh quê rất là trong lành, không khí trong lành, mát mẻ. Đây, chuối nè. Khô nè. Làm khô. Đây phơi vàng khô, đây bây giờ là có ở nhà thì có dự trữ dưới ao lên tắt đìa được 3 con cá lóc. Đây. Giờ nhà anh hai đang đi đây. Chặt mấy cái tay lớn lớn đi anh hai, hồi mình bỏ cá này. Chứ mình mà vừa quay vừa nướng là nướng được. Thêm tàu nó đi. Mình kiếm mấy cái cây xỏ nướng nướng rơm đi. Bữa nay cá lóc nướng rơm các bạn. Rồi. Đi kiếm rơm nướng. Em bưng này cá lóc mà theo. Đây, cá ngon các bạn. Đi ra đồng. Cá ngon cực kỳ luôn. Ôi, cho qua đi nướng cá lóc đi. Chút xíu nữa có. Đây lấy cái con quẹt với muối. Đây. Cá lóc nướng rơm. Rồi mấy nhỏ đâu hết rồi. Đi ra đồng nướng rơm nè các bạn. Cái bãi này các bạn hôm trước bãi hôm qua mình nè. Nướng nướng ấy còn nè. Nướng tôm. Đây ngoài này có rơm đầy. Để cái thao này xuống. Cá lóc. Đây. Cảnh đồng quê đây các bạn. Đây các bạn thấy rơm, rơm dưới mặt ruộng rất là nhiều. Giờ ra chọn kiếm chỗ nướng. Nướng cá ăn không con? Ăn cá không? Dạ. Mát rượi luôn. Rồi, những hai đâu rồi? Rồi bây giờ đi kiếm cây để nướng, lấy muối nữa con, lấy muối nữa. Con cá nó phóng ra hả? Bắt vô đi, bắt vô. Rồi cứ để lấy quẹt đi con. Nước này nè, nước đại vô đây. Cầm đất xuống không? Xích vô góc tí hai, xích vô góc một tí. Vô góc này. Nhưng mà nó cháy lan dập được. Ừ. Đây cho nó mát. Rồi, nướng nó đi. Ra đồng nướng cá các bạn. Để rủ mấy nhỏ ra cho nó sơm tụ. Anh hai đi gom gom rồi. Thế đây nướng cá nè, mấy nhỏ nè. Đây rơm nè các bạn. Để hai nướng cho ăn. Cái gì đó? Cái này của ba cho. Rồi cá kìa, nướng cá kìa. Vô trong đây đẹp ơi. Giờ lấy cái cây này các bạn xỏ vô. Đâu đâu. Đợi bao xíu nha. Nắng lên nè. Nắng lên vô núp vô mát nè. Xỏ các bạn, xỏ ăn cá thấu qua. Xỏ đại đi khỏi đập đâu anh. Thấy ghê quá. Nhé. Tít ngồi xuống rồi Tít. Mới thấy con Tít. Đây. Cá sỏ nhìn các bạn. Tập hả? Tờ mấy cò. Rồi ba con. Cắm ngoài đi ha. Cắm lên đây. Ngoài này để trái lan ạ. Đây ha. Đây được rồi.
Cầm thưa thưa ra lót gom vô. Cá lóc nướng chui. Rồi mấy nhỏ nó núp trong trong lùm rồi kìa. Chui lùm cho nó mát hả? Rồi phủ gom vô. Phủ xung quanh nó mới đủ nóng ha. Phủ lên cao cao mới được. Đây nè, gom còn nhiều nè. Ha. Gom còn nhóc nè. Cá bự đốt đại nóng bự bự đi. Đốt xong rồi để nó ngấm than mới mới chín các bạn. Có muối cục chưa con? Dạ có. Đâu? Đây cái món này là cái món không thể thiếu khi nướng cá không các bạn. Muối cục. Quẹt đâu con? Đưa hai kìa. Đây nhật ký COVID ngày thứ tư. À, quá trình chống dịch COVID ngày thứ tư cách ly toàn xã hội. Bây giờ là nướng cá lóc kéo dưới đìa lên. Cá lóc tắt đìa chứ không phải kéo. Anh hai đang nướng cá. Ôi mấy nhỏ ra coi cá nướng nè. Chơi gì đó? Wow, hai đứa nhỏ chơi nhà chòi. Bếp, bếp, bếp. Bếp. Vô chơi đi con, bé kia nữa kìa. Cháy chưa hai? Gom này khó quá gì? Lấy cái thau vô con, lấy cái thau vô. Anh hai lấy gom thêm. Quá trời khó rồi. Khói quê nè các bạn. Đây. Gom cháy hơi chậm hả hai? Cải cho nó cháy từ từ, nó chín kỹ. Để đợi nữa ha, nó cháy hết cái đó là nó chín. Nướng cá các bạn. Đây, lá chuối để sẵn. Nướng xong để lên đây. Mấy con đang làm gì đó? Mấy con đang làm gì cha? Núp trên nhà chòi nè, trong đám trong đám lá. Ở quê đây các bạn, ở quê nó rất là mát mẻ, thoải mái. Anh đã cho tát con ạ. Quê ra chơi. Nó chơi rồi. Chú với bóng cây rất là mát. Rồi, nó chịu trái rồi. Cây bên đó cây gì vậy hai? Cộng nó gì? Phải không? Cái này là cây ở ở quê tôi là cây bình bát nha các bạn. Bình bát, trái rất là ăn rất là ngon. Nó giống trái măng cầu á. Màu vàng vàng. Đây là anh hai. Về quê trốn dịch rất là vắng vẻ. Bây giờ thì đây, cái nồi cái đống rơm này nó cháy, nó cháy hết cái này nó ngúng than tí nữa thì mình sẽ có cá chín đều. Rất đơn giản. Wow, như khói đúc đồng. Nướng cá ở quê. Cá lóc nướng chui. Cho nó cháy hết là chín thôi. Giờ thì ta chờ đợi. Mấy ngày chống dịch này sống chậm lại, thấy khói nó cháy cũng chậm đi nữa kìa. Lửa cháy chậm 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 chậm. Hồi có dịp nào mà các bạn về quê của miền Tây quê tôi, mình thưởng thức những món rất là dân dã. Như mấy ngày nay các bạn thấy đó, cua, tôm, rồi cá lóc nướng chui.
Ở đây còn mấy cái mặt đặc sản quê nữa, lùng có hết các bạn, có chuột nè, rắn nè, rồi cá đồng các loại, rồi những loại bánh trái. Trong những ngày này thì mình tranh thủ mình giới thiệu được càng nhiều càng tốt cho các bạn nha. Bây giờ thì ta chờ cho nó chín xong, nó uống hết đống than này, mình sẽ có món cá rất là ngon. Đây, các bạn đang đứng chờ đợi. Thèm cá không? Rồi, mời các bạn chờ đợi. Đây, đây là đồng quê mùa hạ, mùa khô các bạn. Quê của miền Tây quê tôi. Cái đống cá nướng đang chín. Và một nhóm quân đội nhí đang ngồi chờ đợi cùng với anh hai. Ôi, cá nướng. Ai thuộc dừa vậy? Ai thuộc dừa rất là đặc vậy? Chờ cho anh uống hết đống than này mới chín các bạn. Chín cá. Chín vô tới trong con cá con to. Mấy đứa thèm cá nướng không? Thì đợi chút nữa ăn nghe. Ai bán cái gì? Kem hay gì? Kêu kem đi. Ui! Mua kem cho mấy bé. Mời ra ăn kem. Kem đâu ơi? Trong khi chờ đợi cá nướng. Quẹo đây nè. Vô đây nè, mấy nhỏ ra lộ. Vô con. Mấy đứa con nhỏ vô nè. Rồi được. Kem gì cũng được. Con kem sô-cô-la. Con kem que. Rồi, kem gì cũng được. Ai muốn ăn gì ăn? Cái nhiêu vậy? Cái thứ loại 3, 5, 7, 10. Lấy coi. Dịch Covid. Có hình đó chỉ đi chú lấy cho. Ê, con muốn hình này. Hình nào? Con muốn hình này. Hình này phải không? Con muốn hình này. Ồ, hình toàn là muốn 10 với 7 không? Không có hình nào 3 với 5 cho người ta. Nó có hai cây này. Tu. Cây thôi. Hai cây luôn, ai giữ rồi mày. Chim hỏng chết hay gì? Con chung với con bịt. Cái rồi bố bối lấy cây đi. Cây cho con à. Giữa trưa hè ăn kem thì nó mát mẻ thoải mái. Yeah. Ừ, đem cho hai cây. Ôi. Rồi chạy vô đi. Rồi nè, nướng cây hết đi. Lấy nữa, lấy loại 7000 lấy hết đi. Đợi. Đây kem. Bìm bịp. Rồi, con nè. Vô luôn. Ủa con ấy đâu, con Thi đâu, không có. Dạ, con tính lấy cho hai con. Rồi lấy cho hai cây nữa đi. Trời ơi trời, xin mà còn xin dùm nữa. Mua có ăn con gấu. Rồi, mấy cây, tất cả mấy cây. Cây 2. 2 với nó là 3, 4, 5. 5 cây 7 ngàn với 1 cây 10 ngàn phải không? Mày đem về cho hai Thi ha. Rồi trả tiền. 47 ngàn. Rồi lấy tương cây nữa cây. Cây mấy ngàn? Cây nào cũng 10. Được cho 7 ngàn thôi. 10 đi, chẳng tiền. 7 ngàn cũng chẳng gì. Nó lẻ. Rồi từ từ để trả tiền. Cái. Chờ đợi cá chín nữa các bạn. Ăn kem. Ăn kem với mấy đứa nhỏ. Vẫn còn khói. Người cây mắc lạnh luôn. Rồi chờ đợi. Rồi chín rồi các bạn. Đây than nó tàn hết rồi nè. Ba con cá nó lội lên. Cháy đen thui. Cái này ai biết ăn cá nướng thì sẽ biết, anh nóng qua này, lấy gom rồi anh hai. Trời xíu. Ê, gì nó mới chín. Này ơi, cháy banh rồi. Trời, con kia coi sao. Hình như hơi quá lửa. Ừ,
Ô cá nữa banh chành. anh đừng đập, anh được, anh lấy đồ anh đánh á, đánh cái nó bung ra hết là được. Anh đập là nó bể nó hư luôn. Rồi lấy gươm đánh. Đánh cho hết rồi bỏ đây nè. Đây. Đây là chú để sẵn. Anh đánh ngược lên, anh đánh sóc sóc lên cho nó hết hết cái dãy ấy. Con này đã đỡ nè. Chín chưa nè. Cái đầu chứ chín. Cho nó chín rồi nè. Bỏ cái đầu đấy. Anh lấy gươm anh đánh cho nó. Đánh nó ra thằng thằng. Phải đâu, anh cuốn lại. Cuốn cho nó chặt chặt lại anh đánh nó mới ra. Đúng rồi. Nó trắng lên rồi, ăn được rồi, cái đó ngon ngoài. Cái này vừa chín ngon. Cái đó vừa chín á. Quá ngon rồi. Cuốn qua đi anh, cuốn hết luôn đi. Con kia thì hơi nặng. Cái này cái khác, ăn khác, đánh cho nó hết vào cái mũi than là được rồi. Bể luôn. Còn ngon mà, dưới còn được kìa. Thôi bỏ luôn cái đầu đi không. Anh cứ ăn gút cây rồi hết rồi em. Vô đi, vô trồng bóng bóng cây kiếm chỗ mát mát ngồi đi. Đây các bạn, cá nướng, này ăn cơm bá phát à. Trời ơi ngon kìa, nứt cái chừng. Đấy, bưng vô. Rồi chuẩn bị chiến rồi các bạn ơi. Cá chín rồi. Vô kiếm chỗ ngồi. Lấy ghế vô đi con. Lấy dao vô chú. Chí cái dao luôn, cầm cái dao cẩn thận nha. Rồi chín rồi nè, ăn cá không. Rồi vô kiếm chỗ các bạn. Rồi chín rồi nè các bạn. Đây. Bố bối rồi, nhanh lên. Ăn cá nè. Mấy con biết tách ra không? Dạ biết. Này, để chú tách cho. Bây giờ mình tách nó ra coi. Tích. Bẻ làm hai nên mình tích ha. Chừng nóng rồi con. Dạ. Con đi vô con lấy chiếc đũa đi. Thôi được rồi, vậy được rồi. Hơi dễ. Ồ ngon quá. Lấy cái chiếc đũa đi tích. Dạ. Đây các bạn, nó chín nứt cái chừng. Ồ nó ngon nè. Ồ ồ. Thơm phức luôn, ngon bẹp kìa. Sướng không? Sướng đâu mà sướng. Con ăn đó. Ủa mà sướng gì? Thôi các bạn chờ chút xíu. Nó mới có sướng ba bẹp. Ừ. Ăn cho nó vui à? Ăn không? Từ từ. Thơm mùi cá. Đũa đâu rồi? Thơm mùi cá. Đưa chú làm cho. Nè, okay. Nè nàng bẹp thằng ấy, thằng tít bung cho nè con. Ăn rồi nè. Rồi, nè. Con lấy cái kia, con bung ra, lấy tay. Bị chút con tay hả? Rồi con bung ra đi. Con biết vậy chưa? Bung cho nó rộng ra. Đây nè con, bung cho này nè. Ừ. Bung đây nè bịp. Bên đây nữa. Anh xin lỗi chơi tập tầm phong thế mà. Vì chưa xế xít kìa. Đưa đũa. Ê bây giờ. Gắp cái xương kìa. Gắp cái xương này ra nè. Chút xíu nữa, trời mới cho kiếm không? Còn lại thịt không? Đó, thấy chưa? Cái chân luôn. Bỏ xương luôn. Rồi nè ăn đi, muối đâu, đưa chén muối vô. Trứng. Nè. Để chú dễ chú gấp đưa ngoài cho mấy con ăn nè, đó. Nóng quá. Thì nóng chứ như vậy nhỏ rồi nè. Rồi bóc ăn, ha. Để chén đi con, để chén xích ra. Có chừng xương nghe. Nè bóc để đi. Viên không à? Nào chấm đi. Giờ chấm rồi nè, để qua đây. Rồi đó nè. Chấm đi. Đây các bạn. Sắp vô. Có một ca luôn nè. Ăn đi con. Không dám cầm luôn á trời. Có chừng xương nghe. Khỏi gì ăn lại đi con. Ba ăn được một miếng anh nè. Đánh chút xíu nữa chừa lại ăn con đi rồi cho ăn cơm. Xương nè. Xương, thì bỏ xương ra đừng ăn xương. Lừa cái xương nó bỏ. Ngon không? Đưa chú chấm miếng. À chấm nè. Ăn kỹ nghe, xương nghe. Ngọt. Lưa xương bỏ nha. Dạ. Ngon quá.
cá nướng quá à. Nấu hổi luôn. Nè để vẽ thêm cho. Nè nó cái chén cái bánh này rồi chấm đi. Đó. Từ từ. Để tôi vẽ cho. Nè. Nè. Đây, đó. Mà ăn phải coi nhìn xương biết chưa? Không có xương. Từ từ bóc từng miếng thôi, nó coi nhìn xương. Còn nhiều lắm. Đây về quê ngày thứ tư chống dịch Covid nè các bạn. Covid-19. Corona. Các bé ở quê rất là ngon lành với cái món cá nướng, nướng ngoài đồng. Bây giờ xin phép các bạn là mình sẽ ăn cùng với các bé. À, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái món cá nướng hôm nay. Xin hẹn lại gặp lại các bạn vào clip kế tiếp. Mời các bạn tiếp tục share và like, giới thiệu cho nhiều người biết kênh để kênh tồn tại tốt, có thể phát triển được nhiều hơn. Bây giờ xin tạm biệt và hẹn gặp lại.